công việc hàng ngày của tôi là phá công và phá xe. Để biết chiếc xe tốt như thế nào, tôi luôn đẩy chiếc xe tới giới hạn. Đốt lốp, tăng tốc, cua gấp, đẩy chiếc xe qua giới hạn của ma sát, thay cho trượt. Tôi luôn phải kiểm soát nếu không muốn bản thân và chiếc xe bị mất lái. Chiếc xe tốt, tôi cần phải đưa nó trải qua nhiều điều kiện khác nhau. Đường nhựa, đường đất, bay lên, hạ cánh. Xe. Anh em YouTube gọi tôi là Hùng Xe Cỏ. Nhưng đời không như là giấc mơ. Anh ơi! Ôi, máy gắn xong rồi, cũng ngủ say thế. Anh ơi dậy rồi, máy mới em gắn xong hết rồi. Anh em mình dẫn nốt cao tốc về. Đang đua cơ mà. Đây. Thật à? Đua nốt anh. Đua nốt. Đây anh đeo mic rồi, anh em mình dẫn nốt cao tốc rồi. Cái này chỉ dùng khi đua thôi. Wow, thật tiếc là giấc mơ kết thúc quá sớm. Và bây giờ tôi trở lại với những cái gì đó thuộc về cuộc sống hiện thực. Một chiếc xe đi trong phố khá là êm ái như GLC 200, nó thừa hưởng cái chất của một thương hiệu đẳng cấp của Đức, chắc chắn rồi. Và khi bạn cầm vô lăng của nó thì bạn sẽ có được những cái cảm nhận tốt từ cái mặt đường. Nó như những lúc mà tôi đang chạy trong giấc mơ, thực sự là vậy. Để có thể chạy trên những con đường trơn trượt, thậm chí những khúc cua ngặt, những U-turn, những cú trip, những cú bo tròn, thì phải là một chiếc xe có cái hệ thống lái tốt, hệ thống khung gầm tốt, mặc dù động cơ không cần quá mạnh nha các bạn. Và Dom đã có một cái câu nói rất hay: không quan trọng là chiếc xe gì, mà quan trọng là bạn lái như thế nào, đúng không ạ? Thì với một chiếc GLC, dù công suất nó chỉ có 184 mã thôi, mô men xoắn cực đại 300, nhưng khi bạn có thêm đồ chơi thì bạn sẽ có tất cả. Đây, đồ chơi đây. Đồ chơi giấu sẵn đây nhá. Đấy. Đồ chơi đây. Chúng ta có thể chơi. Và GLC 200 có một cái rất hay thưa các bạn. Với bộ vành 18 chúng ta cũng có thể nâng cấp được, không sao cả. Loa bình thường chúng ta có thể nâng cấp thành loa Boomaster, không sao cả. Có rất nhiều cách, vân vân, ngay cả những chiếc màn hình, vân vân, rất nhiều thứ. Bạn hiểu ý tôi chứ? Đi trong phố thì với một chiếc xe Đức thì chúng ta có thể nhàn nhã uống cà phê, chạy theo một chiếc xe trước. Có hệ thống cảnh báo va chạm, nó có từ lâu rồi. Tôi chỉ tiếc rằng chiếc xe này nếu như có thêm những cái cảnh báo điểm mù này, rồi là hỗ trợ giữ làn này, rồi Adaptive Cruise Control này, vân vân, thì đó là điều quá tuyệt vời luôn thưa các bạn. Tôi nghĩ rằng trên thế hệ tiếp theo chắc chắn sẽ có.
Và chắc chắn trong mỗi chiếc xe luôn tiềm ẩn những cái nội lực. Và đặc biệt với những chiếc xe như Mercedes mang thương hiệu Mẹt thì nó luôn ẩn chứa những cái nội lực. Và nếu như chúng ta có thể đánh thức tiềm lực của nó thì đương nhiên rồi, nó sẽ rất khác. Đó. Đấy. Wow. Wow. Một cầu thôi nhưng nó rất khác thưa các bạn. Wow. Thứ mà trên tất cả những chiếc xe Mẹt tôi có được là khi mà tôi chán nản việc gì đấy, tôi hoàn toàn cùng một chiếc xe và chúng ta có những giây phút cùng nó rất vui. À. Wow, thưa các bạn, với tôi những cái giấc mơ như rally, được cầm lái những chiếc xe chạy trên những con đường như rally, đó là một giấc mơ, đó là một giấc mơ. Nhưng bây giờ tất cả đang hiện thực, nó có tất cả những gì cho với GLC 200, tôi có tất cả những thứ gì đó. Quá hay với một chiếc xe như thế này. Wow. Wow. Những cú trượt không phải những chiếc xe đơn giản nào nó cũng sẽ làm được thưa các bạn. Đó. Khung gầm, drive mode, tất cả những thứ chỉ trên những chiếc xe sang đẳng cấp nó mới tạo ra được cảm xúc. Ngay bây giờ. Wow. Wow. Đôi khi cuộc sống các bạn sẽ phải quay cuồng và tất cả những cái thứ như thế này nó sẽ, chúng ta sẽ phải thoát qua khỏi những cái thực tại như vậy. Khi thoát khỏi với những con đường có cảm giác rally, tôi lại trở lại một gì đấy với những cái điều kiện rất bình thường. Nhưng tôi vẫn muốn tận hưởng những thứ mà có lẽ đấy là giấc mơ của tôi. Các bạn hãy xem, các bạn hãy xem. Tôi có một đôi lẫy chuyển số sau vô lăng với chế độ mờ. Đấy. Và với những con đường đèo dốc như thế này thì nó là một cái cảm xúc rất rất lạ. Bạn có trong tay một đôi găng tay, một chiếc mũ bảo hiểm, một bộ quần áo để đua, đó cũng là cái cảm xúc. Và một con đường bạn có thể tha hồ sử dụng lẫy chuyển số sau vô lăng để trải nghiệm. Và nó rất khác. Nó có yếu không? Nó không yếu thưa các bạn. Động cơ 2.0 của C200, 184 mã lực, 300 Nm. Chỉ thế thôi, nhưng các bạn hãy xem. Tất nhiên rồi, tôi sẽ ước gì tôi có một cái bộ visa chống trượt LSD. Thì những khúc cua như thế này nó chỉ đốt được một bánh thôi. Thật đáng tiếc. Ước gì, nhưng không sao. Một chiếc xe như thế này tôi thấy nó đã quá hay rồi. Nó có tất cả những cái thứ mà những chiếc xe cùng tầm tiền thuộc những cái nhãn hiệu khác khó mà có được thưa các bạn. Đấy là tôi nói rất thật luôn. Ai bảo cầu sau không mang lại cảm xúc? Đấy là do cách chơi của chúng ta. Các bạn hãy xem những khúc cua như thế này rít bánh lên. Đấy, đó. Ta có thể nghe được một chiếc bánh thôi, cảm nhận được một chiếc bánh nó quay. Bạn đủ để tạo những cú văng đuôi. Tôi cũng có thể trải nghiệm được những thứ đó. Đấy, quá. Đó. Nếu như có LSD vì sai chống trượt, hạn chế trượt thì chắc chắn rồi. Thì đó là những cú tuyệt vời đấy. Có khen quá nhiều không ạ? Nếu như GLC này 200 thôi. Nếu như GLC bản 200 này. Đấy các bạn hãy xem.
chỉ một chút thôi, một chút thôi là chúng ta có thể có những cái cảm xúc rất đặc biệt, một cảm giác có gì đấy là chạy track, là chạy rally trên một chiếc GLC cầu sau. Và tất nhiên rồi, thêm một yếu tố này nữa, một chút thôi, nhưng đó là sự rất khác biệt các bạn, rất khác biệt. Chúng ta từng nói với nhau rằng những chiếc xe thường là phải cần 300-500 mã để có thể chạy, để có thể quay tít, để có thể làm những gì thích. Nhưng xin thưa với các bạn, với một chiếc xe như thế này, tôi chỉ cần thêm một chiếc phanh tay, một bộ vi sai hạn chế trượt, chỉ khóa cứng nó lại, thì xin thưa với các bạn, không thành vấn đề. Và tất nhiên rồi, sẽ còn cần nhiều bộ lốp nữa. Và bây giờ chỉ còn lại con đường tôi và các bạn cùng với chiếc xe, tiếng chim hót, hoa lá cảnh đó, trong một không gian vô cùng tĩnh mịch, thật tuyệt vời. Một chiếc xe mang lại khá nhiều cảm xúc chỉ với một chút thay đổi nhỏ thôi. Tôi muốn tận hưởng tất cả những điều này chỉ một mình thôi nhé. Và các bạn đừng nói với ai.